Quý vị nữ giới đừng tưởng rằng làm thân nữ là một điều tốt đẹp mà dội sanh lòng tự mãn. Bởi cái thân nữ này có rất nhiều sự phiền toái rắc rối. Vì sao nói thân nữ có nhiều phiền toái? Quý vị chớ cho rằng tôi cố ý nói như thế để quý vị chán ghét thân nữ, rồi đòi xuất gia làm tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Thân thể của người nữ quả thật có rất nhiều phiền toái, cho nên cũng có nhiều người nữ không bằng lòng với cái thân mà họ đương có này. Vì sao phải làm thân người nữ? Quý vị hãy nghiền ngẫm đạo lý này. Nếu hiện đời quý vị mang nặng những tạp khí như ganh ghét đố kỵ, chướng ngại, tham lam, ích kỷ, ưa lợi dụng, thích trao chuốt, thích làm duyên, làm dáng, vân vân, thì đời sau quý vị phải sinh làm người nữ. Thế nhưng nếu quý vị cung kính chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát, thì vấn đề sẽ được giải quyết. Quý vị sẽ không phải làm thân nữ nữa. Còn nếu không giải quyết được vấn đề này, tức là quý vị sẽ phải mang thân nữ, và như thế thì chẳng vui vẻ gì. Bởi thân nữ thì có 5 điều chướng ngại, ngũ chướng và 10 việc xấu, thập ác. 5 sự chướng ngại của thân nữ là gồm những gì? Đó là 1. Người nữ không thể làm Đại Phạm Thiên Vương. Tại sao người nữ lại không thể làm Đại Phạm Thiên Vương? Bởi vì Đại Phạm Thiên Vương vốn do tu hạnh thanh tịnh mà thành. Phạm có nghĩa là thanh tịnh, trong sạch. Trong khi đó, thân thể người nữ có nhiều nhiễm ô bất tịnh, không được sạch sẽ, cho nên không thể nào làm Đại Phạm Thiên Vương được. 2. Người nữ không thể làm Đế Thích, Thiên Chủ. Thế thì quý vị sẽ thắc mắc rằng, vị Thiên Chủ của cõi trời Tam Thập Tam không phải là một người nữ sao? Đúng vậy, có điều vị ấy đã chuyển thành thân nam, cho nên Thiên Chủ vẫn là nam chứ không phải nữ. Đế Thích thì rất ít dục niệm, còn người nữ thì lòng dâm dục nặng nề, cho nên không thể làm Thiên Chủ được. 3. Người nữ không thể làm Ma Dương. Điều này là tốt nhất. Không làm Ma Dương, vì Ma Dương vốn rất can cường, lại vô cùng cứng rắn. Còn người nữ thì quá yếu đuối, hễ có việc gì xảy ra là liền hốt hoảng, bối rối, mất tự chủ, phải cầu cứu người khác, cho nên không thể làm Ma Dương được. 4. Người nữ không thể làm Chuyển Luân Thánh Dương, Luân Dương. Luân Dương tức là Kim Luân Thánh Dương, Ngân Luân Thánh Dương, Thiết Luân Thánh Dương và Đồng Luân Thánh Dương. Vì sao người nữ không thể làm Chuyển Luân Thánh Dương? Chuyển Luân Thánh Dương chỉ rất từ bi, rất nhân hậu, thường dạy người đời trì ngũ giới, hành thập thiện. Còn người nữ thì tâm địa nhỏ nhen, lòng đố kỵ rất lớn, cái gì cũng so đo ganh tị cả. Hễ thấy người khác được điều gì tốt đẹp thì trong bụng mình liền bức rất xốn xang, sanh tâm ghen ghét. Bởi đố kỵ là bản tánh của người nữ, cho nên họ không thể làm Chuyển Luân Thánh Dương được. 5. Người nữ không thể làm Phật, không thể thành Phật. Thân Phật thì có vạn đức trang nghiêm, còn thân người nữ thì lại quá nhiều nhơ uế, nhiều xấu ác, lại thường đố kỵ chướng ngại, tâm lượng hẹp hòi, tâm tướng nhỏ nhoi như hạt mè vậy, cho nên người nữ không thể thành Phật được. Tuy rằng người nữ có 5 sự chướng ngại như thế, nhưng nếu họ không còn lòng đố kỵ, không còn lòng dâm dục, không còn yếu đuối nhẹ dạ, không còn những nhơ uế xấu ác, không còn tâm nhiễm ô bất tịnh, thì họ có thể được chuyển nữ thành nam, cho nên họ vẫn có hy vọng. Điển hình là trường hợp của Long Nữ, con gái của Long Dương, khi nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói cô ta không thể thành Phật, Long Nữ bèn lấy viên bảo châu mà cô yêu thích nhất, không sao đành lòng cho đi được, nhưng cô đã đem cúng dường cho Đức Phật, Phật hoan hỷ thọ nhận sự cúng dường của cô ta. Bây giờ Long Nữ hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: "Tôi có thể thành Phật ngay bây giờ đây. Ngài xem, tôi đem bảo châu cúng dường cho Đức Phật và Phật đã đón nhận, chẳng hay việc đó có nhanh chóng chăng?" Ngài Xá Lợi Phất đáp: "Thật rất nhanh chóng." Long Nữ bèn nói: "Bây giờ tôi thành Phật cũng nhanh như thế, nhanh như tôi đem bảo châu dâng cúng cho Đức Phật vậy." Nói vừa dứt lời thì Long Nữ quả nhiên liền chứng đắc Phật thân, tức thời thành Phật. Cho nên quý vị nữ giới đừng than thân trách phận hoặc chán ghét cuộc đời, cũng đừng nghĩ là vì có ngũ chướng mà mình không còn hy vọng, chỉ e rằng quý vị phát tâm không được dũng mãnh mà thôi.
chứ nếu phát tâm một cách dũng mãnh thì vẫn có thể được thành Phật. Trường hợp Long Nữ Hiến Châu tức khắc thành Phật, đó là nhờ cô ta dũng mãnh xả bỏ, đem hạt bảo châu là vật mà mình yêu quý nhất dâng cúng cho Đức Phật, cho nên lập tức được thành Phật. Về 10 điều xấu, thập ác của người nữ, bây giờ tôi chỉ nói sơ lược thôi, chứ không giảng giải cho cặn kẽ được, vì e rằng chúng ta không có đủ thì giờ. 1. Ngay từ khi vừa lọt lòng, đứa con gái đã làm cho cha mẹ không vui rồi, bởi đó là con gái, nếu là con trai thì cha mẹ rất vui mừng. Tuy rằng không phải là cha mẹ nào cũng đều như thế cả, song có thể nói rằng hầu hết mọi quốc gia đều có một phong tục tương đồng, đó là thích sinh con trai, không thích sinh con gái. Vì thế, vừa mở mắt vào đời, đứa con gái đã gây cho cha mẹ một ấn tượng không vui rồi. 2. Cha mẹ cảm thấy việc nuôi dưỡng con gái là không có ý nghĩa, nên không cảm thấy vui thích. 3. Con gái thường có tính rụt rè, nhút nhát hay sợ sệt, con trai thì không sợ xấu, trong khi đa số con gái đều sợ xấu, sợ người. 4. Cha mẹ thường vì chuyện hôn nhân của con gái mà nhọc lòng lo lắng. Khác với người Mỹ là cha mẹ không bận tâm lắm về chuyện hôn nhân của con cái. Tại nhiều quốc gia lại có phong tục cổ truyền như Trung Hoa là cha mẹ đặc biệt quan tâm về việc cưới gả của con cái, nhất là việc tìm cho con gái mình một người chồng tốt. 5. Con cái rồi sẽ sống xa cha mẹ, trong tương lai nhất định con gái sẽ rời bỏ cha mẹ. 6. Con gái sau khi kết hôn thì nể sợ chồng, thận trọng từng ly từng tí đối với sự vui buồn của chồng. Chồng vui vẻ thì vợ vui theo, chồng nổi nóng thì vợ khép nép sợ hãi. 7. Từ khi thai nghén cho đến lúc sinh nở còn có rất nhiều khó khăn trắc trở, người con gái cảm thấy rất lo âu, sợ hãi. 8. Khi người con gái có phạm lỗi lầm gì thì mọi người đều trách móc cha mẹ cô ta rằng họ đã sinh ra một đứa con gái hư hỏng, cho nên con gái nết na đức hạnh thì không nói làm gì, rủi mà ăn ở vụng về thì cha mẹ sẽ bị mang tiếng xấu. 9. Người con gái thường bị chồng quản chế, không cho phép làm việc này việc nọ, có rất nhiều phép tắc hạn chế mà người vợ phải tuân theo, bằng không phục tòng thì sẽ bị chồng bỏ, buộc phải ly hôn. Quý vị xem, thật là quá nhiều rắc rối phiền phức, có phải không? Trên đây là 9 điều không tốt có thể xảy ra lúc người nữ còn trẻ. 10. Người nữ đến khi già cả lại bị con cái, cháu chắt xem thường, con trai, con gái hoặc cháu nội, cháu ngoại nghĩ rằng bà đã già yếu đến thế rồi mà vẫn còn chưa chịu chết. Có câu, già mà chưa chết thì thành kẻ cắp, ngay cả con cái cũng mắng mẹ nữa, quý vị xem có đáng thương không? Cho nên, người nữ có rất nhiều sự phiền toái phức tạp. Trên đây là 10 điều xấu, thập ác của thân nữ. Ngoài ra, còn có 20 điều nữa. Nếu kể ra nữa thì quá nhiều đi, nói không hết được. Bây giờ chúng ta trở lại với phần kinh văn. Lúc đó Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quản rằng, nếu có người nữ nào vì thấy thân nữ không thanh tịnh nên sinh lòng chán ghét, không thích cái thân đó nữa, thì phải làm thế nào? Thì người nữ đó phải hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng, cùng những tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, hoặc là tượng bằng gỗ, vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển. Nếu người nữ đó có thể mỗi ngày đều đặn cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng như thế, lại thường đem hoa, hương, đồ ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báo, vân vân cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ này, thời đến trăm ngàn muôn kiếp không còn sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ là thọ lại nữ thân. Sau khi báo thân nữ ở đời này hết rồi, thì cả trăm ngàn vạn kiếp về sau, người thiện nữ đó vĩnh viễn không còn sanh vào thế giới có người nữ nữa. Như vậy thì thế giới nào là thế giới không có người nữ? Chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tôi đã thỉnh tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng về đây, cũng là để giúp đỡ những người nữ. Nếu có ai không muốn mang thân nữ nữa, thì hãy thành tâm chiêm lễ, cúng dường tượng vẽ của Ngài.
trừ phi vì nguyện lực từ bi muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Tuy nhiên, có nhiều người mang thân nữ là do tự nguyện. Tôi nguyện làm người nữ, tôi muốn dùng thân nữ để giáo hóa, độ thoát chúng sanh. Trong số quý vị có thể có người đã từng phát nguyện muốn dùng thân nữ để độ chúng sanh, cho nên hiện đời mặc dù không thích mang thân nữ, cũng vẫn sanh làm người nữ rồi. Điển hình là trường hợp của Phật Mẫu, Maya Phu Nhân. Phật Mẫu dùng Đại Huyễn Tam Muội mà dạo chơi trong chốn nhân gian. Bà phát nguyện làm mẹ của tất cả chư Phật hà sanh ở thế gian. Cho nên 1000 Đức Phật xuất thế, Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư, thì Maya Phu Nhân đều là thân mẫu của 1000 vị Phật, vì bà đã phát nguyện như thế. Lại như trường hợp của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài vốn là phi nam phi nữ, chẳng phải thân nam cũng chẳng phải thân nữ. Tuy nhiên, vì biết rằng tất cả chúng sanh trên thế gian đều thích người nữ có dung mạo mỹ miều, Ngài bèn thị hiện là một người nữ vô cùng xinh đẹp, đến thế giới Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Quý vị cũng nên học theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải độ thoát chúng sanh, nhưng phải cẩn thận, đừng để cho chúng sanh độ lại mình. Nói như vậy là thế nào? Nghĩa là quý vị có hảo ý muốn độ chúng sanh, muốn làm cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nhưng nếu không khéo, thì quý vị chẳng những không độ nổi chúng sanh, mà bản thân mình cũng bị rơi vào bể khổ, bị cuốn theo dòng nước, không còn định lực nữa. Lại cũng có nghĩa là, nếu quý vị cứ cắm đầu cắm cổ đam mê chạy theo ái tình, thì sẽ bị ái tình dây khốn mà trở thành mê muội. Bồ Tát Quán Thế Âm tuy hiện thân nữ, nhưng Ngài không bị mê đắm trong tình ái. Ngài chân chánh thật yêu thương, che chở chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh. Ngài có thể cứu độ được chúng sanh mà vẫn giữ cho chính mình không bị trầm luân trong biển khổ. Cho nên, trừ khi là do nguyện lực của chính mình muốn mang thân nữ để cứu độ chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường Ngài Địa Tạng cùng sức công đức, trong 100000 muôn kiếp chẳng còn phải thọ thân nữ nữa. Nhờ nương vào sức di diệu của nhân duyên cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng sức di diệu của công đức có được từ sự cúng dường này, người thiện nữ đó trong 100000 vạn kiếp về sau đều không phải làm thân người nữ nữa. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe.